Tòa tuyên bà lão 93 tuổi thắng kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi. Cựu bí thư Chủ tịch Bắc Ninh và kế hoạch chia chác các gói thầu. Bốn người lãnh án vì cho vay nặng lãi 451% một năm đánh trọng thương con nợ. Thượng tọa Thích Trân Quang đã phạm giới luật nào? Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra phán quyết có lợi cho bà Nguyễn Thị Đầm, 93 tuổi, ở xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, trong vụ kiện kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai. Trước đó bà Đầm đã khởi kiện nhiều cơ quan chức năng bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và cá nhân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là ông Trà Thanh Danh vì những quyết định được cho là trái pháp luật liên quan đến vụ việc này. Nguyên cớ phiên tòa này xuất phát vụ tranh chấp đất đai giữa bà Đầm và con trai là ông Nguyễn Thạch 62 tuổi đã mất vào năm 2023 đã kéo dài suốt nhiều năm với những diễn biến phức tạp và nhiều cấp tòa đưa ra những phán quyết trái ngược nhau. Mặc dù Tòa án Nhân dân tối cao đã có quyết định cuối cùng có lợi cho bà Đầm, nhưng việc thi hành bản án gặp nhiều khó khăn do những quyết định trước đó của các cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Thị Đầm và ông Nguyễn Thạch, hai mẹ con sống cạnh nhau ở xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Bà Đầm sử dụng thửa đất 182, ông Thạch sử dụng thửa đất 429. Hai thửa đất này vốn là khu vườn do tổ tiên để lại. Đất cấp một đường, ông Thạch làm nhà một nẻo, Phát hiện sai sót, năm 2014, ông Thạch có giấy xác nhận nhầm lẫn để cấp đổi sổ đỏ phù hợp hiện trạng, nhưng sau đó ông Thạch không thống nhất làm thủ tục cấp đổi. Hòa giải bất thành, bà đầm khởi kiện con trai ra tòa, đòi lại gần 240 mét vuông, gồm một phần đất 9,1 mét vuông và một phần đất hơn 230 mét vuông do ông Thạch chiếm dụng, được đưa ra xét xử từ năm 2019. Bốn cấp tòa đã đưa ra những quyết định trái ngược. Việc thay đổi liên tục kết quả của bốn cấp tòa dẫn đến những phát sinh, khi bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có hiệu lực, ông Thạch xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông. Tiếp đó, ông Thạch xin giấy phép xây dựng, căn cứ vào quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã cấp giấy phép xây dựng và ông Thạch tiến hành xây dựng nhà trên diện tích tranh chấp. Khi căn nhà mở móng, bà Đầm nhiều lần có đơn đề nghị ngăn chặn nhưng bất thành. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2022, bà Đầm nhận được quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao và mang quyết định cùng nhiều đơn gửi các cơ quan yêu cầu tạm đình chỉ xây dựng. Trong phiên xét xử ngày hôm qua, bà Nguyễn Thị Đầm có đơn xin vắng mặt, ủy quyền cho con trai là ông Nguyễn Hà và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong khi đó, người bị kiện là ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi và đại diện pháp lý Sở Tài nguyên và Môi trường là ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Sở, đều có đơn xin vắng mặt. Tại tòa ông Nguyễn Quốc tự, phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi đại diện cho bên bị kiện. Trong phần xét xử, phía bà Đầm cho rằng đã gửi đi hàng chục văn bản đề nghị ngăn chặn nhưng chính sự không quyết liệt xử lý, tạm đình chỉ xây dựng, dẫn đến những khó khăn trong việc thi hành án hiện tại, đó là nguyên nhân bà Đầm khởi kiện hành chính yêu cầu hủy bỏ những giấy tờ mà bà cho là trái pháp luật. Đại diện bà Đầm nêu quan điểm trong phiên tòa. Ngoài ra tại buổi tiếp công dân định kỳ phía bà Đầm yêu cầu kiểm tra xử lý việc xây dựng trên đất tranh chấp. Nhưng tại thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2022, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi lại cho rằng không có cơ sở tạm dừng thi công là trái với quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 1 tháng 8 năm 2022. Đáng ra Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Dũng phải thi hành kháng nghị này là tạm đình chỉ thi hành quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao. Tại sao không buộc dừng thi công chờ bản án cuối cùng vì ông danh kết luận trái luật đã tạo điều kiện cho ông Thạch xây dựng nhà. Với những lập luận được nêu ra tại tòa, phía bà Đầm đề nghị khẳng định đủ cơ sở khởi kiện chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tòa tuyên bố hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi tại mục 3 liên quan vụ việc thông báo 1295 ngày 29 tháng 9 năm 2022 là hành vi hành chính trái pháp luật. Trong phần tranh luận, ông Nguyễn Quốc Tự đại diện người bị kiện chỉ đề nghị tòa giải quyết đúng pháp luật để ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi có căn cứ thực hiện còn đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ những hồ sơ, tài liệu và lập luận của các bên cho rằng bà Đầm khởi kiện hành chính yêu cầu giải quyết những vấn đề nêu trên là có cơ sở, đề nghị tòa xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của bà Đầm. Theo đó, tòa án đã quyết định hủy bỏ thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ, hủy giấy phép xây dựng và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho con trai bà Đầm. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu bí thư, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng 11 bị can về hành vi nhận, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm đấu thầu trong vụ án liên quan đến chủ tịch công ty Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn theo đó cựu bí thư tỉnh ủy nguyễn nhân chiến cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn tử quỳnh cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hạnh trung và cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh trần văn tuynh cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ bị can nguyễn tiến nhường cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Cụ thể, vào tháng 1 năm 2014, Chính phủ quyết định bổ sung vốn về Bắc Ninh với 850 tỷ đồng cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Bị can tuyên lên gặp Nguyễn Tiến Nhường, khi đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo việc các bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh đã đồng ý để công ty AIC và công ty Sông Hồng, mỗi bên trúng 3 gói thầu. Tuyên cũng đề nghị bị can Nhường sớm phê duyệt các thủ tục triển khai đầu tư, mua sắm. Sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính, nhóm Tuyên và Trung Bàn Bạc thống nhất ưu tiên cho nhóm công ty Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện là Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong phía Bắc Sông Đuống. Khoảng một tháng sau, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu và nhóm công ty AIC sẽ trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình phía Nam Sông Đuống. Lý do để nhóm công ty Sông Hồng trúng thầu trước vì họ biết là Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo tỉnh và trung ương, nên để công ty AIC thực hiện trước thì các thiết bị tại các bệnh viện sẽ bị phụ thuộc, chịu sự áp đặt về giá, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa của công ty AIC có thể thay đổi thiết bị ảnh hưởng đến danh mục cần đầu tư mua sắm theo nhu cầu của các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt. Khi được báo cáo việc trên, bị can Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý phân chia cho nhóm công ty Sông Hồng và công ty AIC mỗi bên thực hiện ba gói thầu. Bị can Quỳnh còn nói, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh sẽ được tạo điều kiện cho chúng thầu tham gia thực hiện các gói thầu đã xin được cấp vốn. Mọi việc theo đúng kế hoạch chia chác nói trên. Nhóm sông Hồng trúng thầu tại 3 bệnh viện huyện với tổng trị giá là 126,292 tỷ đồng và nhóm AIC trúng tại 3 bệnh viện còn lại tổng giá trị là 126,167 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, quá trình đấu thầu tại Bắc Ninh đã xảy ra những vi phạm pháp luật gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Công ty Sông Hồng và công ty AIC sau đó còn hối lộ cho 4 nhân vật quan trọng là Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Hạnh Trung. Bị can Nguyễn Tiến Nhường cũng được tặng quà 750 triệu đồng nhưng được xác định là không phạm tội nhận hối lộ. Hành vi của bị can Nhường là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố tội đưa hối lộ nhưng vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã. Trước đó, chủ tịch AIC bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt mức án tổng hợp 30 năm tù cho các vụ vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 16 tháng 8, sau 3 ngày xét xử, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trường, cựu phó giám đốc đăng kiểm viên, tổ trưởng tổ đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa 8 năm 6 tháng tù giam về tội nhận hối lộ, 7 năm tù giam về tội giả mạo trong công tác. Tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Phiêu, cựu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải Hòa Bình, có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định hoạt động phạm tội của cả hai bị cáo diễn ra trong thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều lần nên mức án như trên là phù hợp. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022, Nguyễn Hữu Trường lợi dụng quyền hạn được giao là kiểm tra, nghiệm thu, đề xuất cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, đã cấu kết với Nguyễn Văn Phiêu để nhận 609,5 triệu đồng của các chủ xe. Những người được chủ xe nhờ nhân viên cơ sở sửa chữa xe ô tô, sau đó hợp thức hóa hồ sơ cho 41 phương tiện xe cơ giới cải tạo trái pháp luật vi phạm quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ xe cơ giới cải tạo, trong 26 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, trường đã ký giả chữ ký của Nguyễn Văn Phiêu tại mục Đại diện cơ sở thi công, trong 8 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, trường đã ký giả chữ ký của Vũ Duy Tân là một đăng kiểm viên khác tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa tại mục Đăng kiểm viên 2. Sau khi nhận số tiền nói trên, trường đã chia cho Phil 385 triệu đồng, chuyển cho đơn vị làm hồ sơ thiết kế 88 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 136 triệu đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, trường tự nguyện nộp lại 50 triệu đồng. Đối với Nguyễn Văn Phiêu, bị cáo đã trực tiếp nhận hối lộ trên 998 triệu đồng của các chủ xe, những người được chủ xe nhờ và cơ sở sửa chữa xe ô tô để hợp thức hóa hồ sơ cho các phương tiện xe cơ giới cải tạo trái pháp luật, qua đó thu lợi bất chính trên 694 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Phiêu đã thành khẩn khai báo, tỏ ra năn hối cải và nộp lại 200 triệu đồng từ tiền thu lợi bất chính. Trong bản tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Trường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân về hoạt động đăng kiểm. Do vậy, cần tuyên bức án xứng đáng với hành vi phạm tội của bị cáo. Với bị cáo Nguyễn Văn Phiêu, vì lợi ích cá nhân đã bất chấp để thực hiện hành vi phạm pháp, điều này tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho nhiều phương tiện cơ giới, làm sai lệch chủ trương, chức năng của hoạt động cải tạo xe cơ giới. Ngày 16 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt Chu Giang Long, ngụ thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, 2 năm 6 tháng tù, về tội cố ý gây thương tích một năm sáu tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng hợp hình phạt là 4 năm tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng. Cùng hai tội danh, Nguyễn Ngọc Tuân, ngụ tỉnh Hà Giang, bị phạt 1 năm 8 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. Còn Nguyễn Thái Tuấn, ngụ Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, bị phạt 1 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, phạt bổ sung 40 triệu đồng. Nguyễn Văn Điều bị phạt tiền 100 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu, sung ngân sách số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính và tuyên mức bồi thường cho các bị hại. Theo nội dung vụ án, để thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay, tháng 5 năm 2023, Long đến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thuê nhà để hoạt động cho vay tiền với lãi suất cắt cổ. Để cho vay, thu tiền gốc và lãi, Long thuê Tuân, Tuấn, Điều, Phạm Văn Trường, Lưu Xuân Trường, Nguyễn Việt Hưng, Trần Văn Quyết làm việc cho mình. Khi có người liên hệ vay, Long phân công những người mà bị cáo này thuê gặp trực tiếp trao đổi với các gói vay, hình thức trả góp, phí vay, các loại giấy tờ người vay cần cung cấp. Tùy theo nhu cầu, Long cung cấp các gói vay từ 5 đến 50 triệu đồng, lãi suất trên 300% một năm. Từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023, Long và đồng phạm đã cho 18 người dân ở tỉnh Phú Yên vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, lãi suất từ 365% một năm đến 451% một năm, thu lợi bất chính hơn 520 triệu. Anh NHH, chú thị xã Đông Hòa, Phú Yên, có vay của Long và các đồng phạm số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 451% một năm. Khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2023, tại một quán cà phê ở thành phố Tuy Hòa, Long cầm chùm chìa khóa ô tô ném vào mặt anh Hát, rồi cùng Phạm Văn Trường, Tuân dùng tay chân đánh nhiều cái vào mặt, ngực, lưng, bụng, làm anh hát bất tỉnh, gây thương tích tỷ lệ 17%. Trong vụ án này, Lưu Xuân Trường và Phạm Văn Trường bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để xử lý sau. Mới đây, liên quan đến vụ nam thanh niên hành hung nhóm người ở bến xe Giáp Bát xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024. Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đang khẩn trương truy bắt đối tượng. Đơn vị đã vận động người này đến cơ quan công an trình diện. Tuy nhiên, người này đang bỏ trốn. Ông NVT, hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát, nạn nhân trong vụ việc cho biết, ông T dựng xe máy cạnh cổng ra số 1 bến xe Giáp Bát. Lúc này, một tài xế ô tô lùi xe đã va chạm vào ông T. Sau đó, nam tài xế xuống xe, đánh đấm ông T khiến ông ngất xỉu tại chỗ. Khi bác tôi tỉnh lại, thấy máu chảy ở đầu nên gọi vợ và các cháu đưa đi viện. Chị L là người thân của những nạn nhân trong vụ xô sát ở bến xe Giáp Bát nói và cho biết trong lúc nạn nhân được đưa đi viện, vợ chồng chị L cùng gia đình tìm gặp đối tượng để hỏi chuyện. Thế vậy, người nhà ông T đã chặn ô tô lại để chờ công an đến giải quyết. Năm thanh niên bước xuống ô tô, cầm theo hung khí, tiếp tục đâm loạn xạ vào nhóm người nhà ông T, khiến nhiều người bị thương. Sau đó, nam thanh niên vứt hung khí lên xe bỏ đi. Ông Tê và người nhà được đưa đến bệnh viện Bạch Mai chữa trị vết thương. Ông Tê cũng đã làm đơn tố giác gửi công an phường Giáp Bát. Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc xử lý nghiêm tình trạng gần đây trên không gian mạng xuất hiện một số chức sắc, chức việc nhà tu hành tôn giáo có thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm. Trong đó có Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đại Đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận, chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa nhập thất sám hối tại chùa Phật Quang. Bên cạnh đó, cấm đại đức Thích Nhuận Đức không được thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Cũng theo Bộ Nội vụ, cơ quan này đã phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng cường quản lý chức sắc chức việc nhà tu hành kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định hiến trương điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước Bộ chỉ đạo Ban tôn giáo Chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trong đó có những sai phạm trong phát ngôn thuyết giảng của chức sắc chức việc nhà tu hành để kịp thời xác minh, xử lý. Đồng thời, yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự. Chiều 15 tháng 8 Công an thành phố Hạ Long đã làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin sai lệch về việc sơn lá cờ Tổ quốc tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 4 năm 2020, anh TZN, chú tổ 11, khu 3, phường Yết Kiêu, xây dựng nhà ở tại phường Yết Kiêu và có sơn phủ bức tường phía bên phải bằng sơn đỏ, có hình ngôi sao vàng năm cánh. Sau khi ngày ngôi nhà lan truyền trên mạng Facebook, cán bộ phụ trách văn hóa của Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu đã gặp gỡ, trao đổi các quy định của pháp luật về kích cỡ, hình thức, hình ảnh cơ tổ quốc và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh cơ tổ quốc. Nhận thức được sự việc, anh TGN đã tự nguyện sử dụng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên bức tường. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống tại địa phương, anh Tạ Minh Tê có nghe chuyện về công trình nhà ở của anh N có sơn tường nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh, sau đó phải sơn phủ lên hình ảnh ngôi sao. Mặc dù chưa hiểu rõ bản chất và không trực tiếp chứng kiến sự việc cũng như không kiểm chứng thông tin, ngày 13 tháng 8 năm 2024, anh T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung: Một người em vẽ lá cờ tổ quốc lên bức tường nhà. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân phường Yết Kiều bắt xóa bỏ. Chủ nhà đang thắc mắc việc làm trên có vi phạm pháp luật gì không, muốn được giải trình bằng văn bản mà cán bộ chưa đưa ra. Bài viết trên đã bị nhiều đối tượng trên mạng xã hội sao chép, đăng tải lại, cắt ghép nội dung thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ có nội dung trái chiều, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với anh Tạ Minh Tê, giải thích về các quy định cung cấp thông tin trên không gian mạng và các quy định của pháp luật về sử dụng cơ tổ quốc, hình ảnh cơ tổ quốc. Anh Tạ Minh Tê cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú, có trách nhiệm đăng tải thông tin đính chính để ổn định tình hình dư luận. Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tiếp tục xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch về sự việc này, kiên quyết không để những đối tượng xấu sử dụng tin giả gây hoang mang trong cộng đồng. Yêu cầu các trang mạng xã hội, tài khoản Facebook gỡ bỏ các thông tin, bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng. Liên quan đến vụ việc, ông Lê Công Ích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận có việc cán bộ phường vận động một người dân xóa hình cơ tổ quốc được sơn trên tường. Tuy nhiên, sự việc xảy ra từ năm 2020, lý do cán bộ vận động người dân xóa vì sợ lâu ngày hình sơn xuống cấp bạc màu làm mất hình ảnh. Ông X cũng cho biết, chúng tôi sợ mưa bão làm hình ảnh lá cờ vẽ trên tường bị phai mờ nên cán bộ địa phương vận động gia đình xóa bỏ và gia đình đã tự xóa bỏ lá cờ trên bức tường. Cũng theo ông X, hiện nay hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vẽ trên bức tường không còn. Thời điểm đó người dân cũng không có ý kiến gì, không hiểu tại sao nay lại được nhắc lại. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân ở nhiều tỉnh thành hưởng ứng chào lưu, biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ tổ quốc, thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều gia đình tận dụng luôn mái tôn màu đỏ sẵn có, dùng thước dây đo và vẽ hình ngôi sao, rồi sơn màu vàng kín hình ngôi sao này là hoàn thành quốc kỳ. Với mái nhà không dùng tôn đỏ, có những gia chủ chịu chơi vẽ kín phần mái hình ảnh lá cờ tổ quốc với nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Không ít người còn thực hiện bức vẽ lên mái ngói, mái lợp fibro măng, thậm chí cả cửa cuốn. Điều cư dân mạng luôn nhắc nhở nhau khi hưởng ứng trào lưu biến mỗi nóc nhà là một lá cờ tổ quốc là phải chú ý giữ an toàn khi leo lên mái nhà. Chỉ nên thực hiện trong những ngày thời tiết nắng đẹp, tránh những ngày trời mưa, mái nhà có thể bị rêu mốc, gây trơn trượt, nguy hiểm.